loại sản phẩm đấy. Thiết bị xóa, tất cả đều thiết bị xóa đi nha, nhưng nhà cung cấp này. Và tiếp theo là sản phẩm này, quản lý sản phẩm hiện tại. Nói chung là anh mới chỉ cho những cái thông tin cơ bản thôi. Ôi, máy đã quay lâu rồi. À, đổi lại cái data. Đấy, sản phẩm. Và thứ hai này là quản lý được cái khách hàng này, tức là thành viên đăng ký ấy, và cái liên hệ này, liên hệ thì ở ngoài ấy, thì là anh sâu. Thứ ba nữa là quản lý cái phần nhập hàng này, nó là nhập là như theo cái cơ sở dữ liệu mà em gửi ấy. Thì đầu tiên là sẽ thêm cái quản lý nhập hàng của nhà cung cấp nào, ví dụ như là nhà cung cấp hiện tại anh có một cái, thì anh thêm một cái nữa, nhà cung cấp hai này. Cấp hai đấy, bên trong thì có lấy nhập hàng này, sẽ thêm này, ví dụ như là nó sẽ thêm như theo cái luồng em ấy, đầu tiên chỗ này đúng không, sẽ có vài cái chú gì đấy kệ này, cái chú ở bên này đi thêm mới nhập hàng của nhà cung cấp này xong, bắt đầu thì quay về cái trang danh sách quản lý nhập hàng này, nó sẽ có là một cái vạch chi tiết đây, và chi tiết ở đây thì nó sẽ list ra những cái sản phẩm của thằng này đây ông bà ở chỗ này, chỗ quay chưa quên chưa quên quẹ theo là chỗ quản lý nhập hàng ta, chi tiết nhập này, ID nhập hàng này, ID đấy, thằng này nó chưa có một cái. Thì ở đây thì em sẽ có là được tạo tạo mới này. Ở đây thì ví dụ như cái đơn nhập này thì có gồm có sản phẩm nào này, giá nhập này, số lượng này, đơn vị tính đấy, 10 100 giá nhập vào 100 đấy, thì nó sẽ thuộc vào cái đơn này chẳng hạn. Đây là của nhà cung cấp hai nhá, còn khi về danh sách thì nó sẽ có một cái nữa là nhà cung cấp một này, ví dụ như thằng này sẽ bị tiết này đấy, nó sẽ có khác nhau này. Thì cái này là do em tự thêm, thì em thêm của cái đơ của nhà cung cấp này, em thêm bao nhiêu cái sản phẩm nhập vào cũng được đấy. Thì nó sẽ còn tiếp một cái phần ở trong admin, nó sẽ còn đây, tại ở bên này thì nó đã xong được cái mục này đây, nhập hàng ok. Tiếp theo là ở trong này nó sẽ còn cái có nhập cái kho hàng, hiện tại là có kho hàng này, thì anh chưa biết là cái kho hàng ở này thì nó lấy ở trong bảng nào của em này, chưa chưa có này, chính 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 xác giá cái này thì nói chung là cái này anh cũng không biết là của em nó có như thế nào này. Tiếp theo là quản lý đơn hàng, và đây nó giờ nó chỉ còn lại những cái này thôi, những cái dưới này này, cái dưới này giờ đa phần là nó sẽ chỉ show ra và làm cái in thôi, như theo như nhìn cái DB của em ấy nó sẽ thế. Còn ở ngoài giao diện người dùng thì anh đã làm hết cái phần đăng ký đăng nhập này đấy, rồi gửi liên hệ này. Còn giao diện thì hôm nay anh sẽ gửi cho em show hết tất cả các em sẽ nhập dữ liệu ấy, thì đây anh sẽ chỉnh lại giao diện lại và lại show lại data. Đây đây là cái phần này gửi liên hệ, đăng ký đăng nhập và mua hàng thì anh cũng đã xử lý hết xong cái phần mua hàng rồi, chỉ còn việc show nó ra nữa thôi, show nó vào trong admin đấy để xử lý phần đơn hàng ấy đây.
Đấy thì là nói chung là nó đã được 2 2 phần 3 rồi, giờ chỉ còn lại 1 phần 3 cái, tức là giờ lại chỉ còn lại những cái mà để thống kê với lại in mấy cái hóa đơn với lại làm cái hàng tồn với lại kiểu như mấy cái xuất 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 đấy. Đấy. Chỉ còn một vậy thôi, với lại chỉnh sửa lại cái giao diện một chút.